Hello anh em, chúng mình ngày mai đến với kênh của mình nhá. Nên mình sẽ chơi ba tựa game. Đầu tiên mình sẽ chơi Zombie The Tsunami trước này. Rồi mình sẽ làm nhiệm vụ là những chú thỏ các bạn nhé, đi ăn những cái chuông đó. Đây mình sẽ đi thu thập 7 cái chuông. Trước kia là mình đã không ăn được cái chuông thứ hai, và sẽ không thể bỏ lỡ chiếc chuông thứ ba luôn. Tụi mình đã có những cái mũ bằng tay thỏ rất là đẹp thôi. Ok, UFO. Có vẻ như cái chuông cài càng mới rồi đi ạ. Rồi, 5 cái chuông rồi. Sáu cái chuông, còn một cái chuông nữa các bạn ạ. Ok. Cái chuông mình dường như là không không thể thấy chuông các bạn. Mình sẽ chuyển sang nhiệm vụ thứ hai nhé. Lần này là cộng thêm một cái chuông nữa thành 8 chuông. Rồi mới đầu thì cái chuông rất chi là dễ nhìn luôn, càng gần người chuông càng mới nhé bạn. Thôi kể cảm cho mình con người này. Rồi ăn hỏi chấm được cái gì đây? Được 6 điểm. Rồi chỉ đợi trong thời gian ngắn hết vậy. Rồi chuông thứ 6 rồi, còn một cái chuông nữa thôi. Rồi úi chà, và mình sẽ qua game tiếp theo nhé. Có. Ok, mình sẽ qua game tiếp theo, đó chính là Tom Woodzun này. Tacking Tom Woodzun. Đây là người sinh này. Một chín tám nhá. Ý, các bạn có thể đi, đây là con cướp này. Úi dồi. Mình sẽ đi tuổi tên cướp này nhá. Nó là cướp vàng ở nhà mình kìa. Có cái máy bay nhỏ. Thế là hôm nay khi mình ăn được một cái máy bay này.
Ok. Mình sẽ sửa nhà ấy. Wow, mình sẽ biến ngôi nhà của mình là đẹp hơn. 100 đây, sửa nhà tiếp đi. Đây sửa cái bể cá nhá, nâng cấp cái bể cá lên. Mình sẽ nâng cấp thêm một ngôi nhà thật đẹp hơn nữa đây. Xem còn tiền không? 100 rồi, vẫn đủ để nâng cấp một bể bơi nữa. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển vào game tiếp theo nhá. Nhiệt luôn, đó chính là Sonic Bomb bạn này. Bảo vệ
bạn. Có lẽ là mình sẽ dừng clip ở đây. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký và subscribe để ủng hộ kênh mình nha. Bye bye các bạn.